Thưa anh, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục lên sóng báo giá tất cả những mẫu xe mà hiện tại bên em đang còn nhé, để cho mọi người tham khảo lựa chọn xe để tránh dịch. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có một vài mẫu xe bên em sẽ giảm giá để cho cả nhà có thể sở hữu được xe, lựa chọn xe đi để tránh dịch. Và rất là nhiều sự lựa chọn dành cho cả nhà. Bên em thì còn khoảng tầm hơn 20 chiếc nữa, từ 2 chỗ đến 7 chỗ, máy xăng, máy dầu, số sàn, số rộng, tất cả đầy đủ hết mọi người nhé. Mọi phân khúc đều có nhé. Rất là nhiều sự lựa chọn dành cho các anh chị. Và số điện thoại liên hệ của em là 0354 152 888. Mọi người có nhu cầu để em tư vấn thì cứ liên hệ cho em. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Và tất cả những mẫu xe này thì đã có video quay chi tiết rồi. Nên cả nhà ưng xe nào thì liên hệ với em sẽ gửi video quay chi tiết từng chiếc xe đó để cho mọi người tham khảo nhé. Và bên em thì có mua và bán vận chuyển trên toàn quốc. Nên cả nhà có nhu cầu mua hay là bán thì cứ liên hệ cho Thế Anh. Em sẽ thu mua 24/24. Và mọi người ưng xe thì chỉ cần cọc trước xe em 30 triệu thôi nhé, là em sẽ vận chuyển xe lồng vào cho cả nhà. Và chiếc đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Toyota Jay sản xuất năm 2004, bản số sàn GL, mang biển 36A59477, màu xanh bộ đội. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng nhá. Chỉ với 165 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Xe thì em cam kết cho mọi người là không có một lỗi nhỏ nhá. Keo chỉ thì không còn zin, nhưng mà cột kèo, sắt xi tất cả là đều zin hết nhá. Máy số chất, gầm bệ cực kỳ là lét luôn nhá. Đăng kiểm dài tháng 10 năm 2021. Và dàn lốp đây, 165 triệu đồng. Chiếc thứ hai là chiếc Ford Mondeo sản xuất năm 2003, phiên bản full kịch mọi người nhá. Cửa sổ trời, điều hòa ô tô, một trong những mẫu xe hạng sang chuyên dùng để chở các vị lãnh đạo cấp cao nhé. Sở hữu form mình form dáng rất là đẹp, một mẫu xe đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Và xe thì còn rất là lét luôn nhé. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng thôi nhé. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Cửa sổ trời này, một trong những mẫu xe sở hữu cho mình khá là nhiều công nghệ an toàn. Nội thất rộng rãi, sơn xi đẹp, xe không lỗi nhá mọi người nhá. 135 triệu đồng cho một chiếc Mondeo 203. Và chiếc tiếp theo là chiếc Chevrolet Vivan sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn màu đen, mang biển 20A27831. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng nhá. Chỉ với 135 triệu đồng thôi là một người đã sở hữu một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi nhá, đến từ thương hiệu Chevrolet của Mỹ. Cả nhà cũng tham khảo này, màn hình này đầy đủ này, nội thất màu da bò rất là đẹp, tắp đồ tắp đi sạch sẽ. 135 triệu đồng cho mẫu Chevrolet Vivan 208 nhé, phiên bản số sàn. Và chiếc tiếp theo nữa là chiếc Ford Everest, xe được sản xuất năm 2005, phiên bản máy dầu số sàn, mang tên tư nhân biển Quảng Ninh, màu đen mọi người nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 190 triệu đồng nhé. Chỉ với 190 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Chân nỉ rách sẽ, ghế bọc da màu lâu rất là đẹp luôn. Bộ ghế 3D đây, 190 triệu đồng cho một chiếc xe địa hình sản xuất năm 2005, phiên bản máy dầu số sàn, chạy khá là kinh tế mọi người nhá. Sơn xi đẹp. Chiếc tiếp theo nữa là chiếc Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn màu bạc, mang biển 26A09260. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng nhá. Chỉ với 205 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Xe không lỗi, không có đâm ba, không ngập nước. Nội thất sơn xi đẹp. Một mẫu SUV 7 chỗ, 205 triệu đồng. Và chiếc tiếp theo nữa là chiếc Hyundai Santa Fe, phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động, được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2006, màu đen, mang biển 19A17851.
Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 380 triệu đồng mọi người nhá. Chỉ với 380 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Một mẫu xe sở hữu mình form dáng đẹp và ở thị trường Việt Nam của chúng ta thì khá là được nhiều người đón nhận nhá. Một mẫu xe rất là phổ thông. Đây, lốp lác đây. Đăng kiểm dài. Sơn xi đẹp. Xe cam kết cả nhà là không lỗi nhá. Một mẫu xe 2 cầu, máy dầu số tự động. 380 triệu đồng. Sở hữu form dáng rất là đẹp luôn nhá. Và chiếc tiếp theo là chiếc Ford Focus. Sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn, mang biển 36L1321. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu nhé. Màu đen rất là đẹp luôn. Và chiếc tiếp theo nữa là chiếc Toyota Corolla Altis, sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn, màu bạc, mang biển 99A04124. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là 390 triệu đồng nhé. Chỉ với 390 triệu đồng thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Tất cả những chiếc xe bên em bán ra thì đều cam kết là cho mọi người là không lỗi nhé. Một mẫu xe hạng C. Và tiếp theo nữa là mẫu SUV 7 chỗ máy dầu tự động nữa. Đó là chiếc Hyundai Santa Fe Gold, sản xuất năm 2005. Và với giá đang chào bán là 225 triệu nhé. Chỉ với 225 triệu thôi là cả nhà đã sở hữu xe rồi. Mọi người mà quan tâm xe thì liên hệ cho Thế Anh theo số điện thoại 0354152888 nhé. Em sẽ gửi video quay chi tiết của chiếc xe đó cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Hôm nay em chỉ báo giá qua để cho mọi người tham khảo giá cả thôi, cũng như nắm được giá thôi. Chiếc xe Mercedes 200 này thì khách bên em đã cọc rồi thì em sẽ không quay nữa. Và chiếc tiếp theo là chiếc Spark Van, sản xuất năm 2011, số sàn, mang tên tư nhân biển Quảng Ninh, màu xanh lon chuối mọi người này. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 88 triệu đồng nhé. Chỉ với 88 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Và chiếc tiếp theo nữa là chiếc Mitsubishi Jolly, sản xuất năm 2002, bản đủ form mới, lốp treo đèn cột rồi. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng nhé. 99 triệu đồng cho một mẫu xe tên tư nhân biển Hà Nội này, màu xám ghi, một form SUV 8 chỗ máy xăng số sàn, đến từ thương hiệu Mitsubishi. Rất là đồ đồng quý đá nhé. Và tiếp theo nữa là chiếc Daewoo Maclus, sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, màu đen, mang biển 29A83118. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng nhé. Một mẫu xe sang thuộc phân khúc hạng D, đến từ thương hiệu Daewoo, rất là nổi tiếng rồi. Xe trang bị khá là nhiều tính năng an toàn nhé. Phanh ABS này, túi khí an toàn này, ghế điện, điều hòa auto, nội thất bộ kem rất là đẹp luôn nhé. 135 triệu đồng cho một mẫu xe sang số tự động, phân khúc hạng sang, đi rất là đầm và chắc luôn nhé. Và tiếp theo nữa là chiếc Kia Morning, sản xuất năm 2009, phiên bản số sàn, màu bạc, mang biển tên tư nhân biển Thanh Hóa mọi người nhé. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán giảm giá chỉ còn với 115 triệu đồng thôi. Chỉ với 115 triệu là mọi người đã sở hữu được chiếc Kia Morning này nhé. Một trong những mẫu xe hạng A rất là kinh tế, nhỏ gọn. Đây, nội thất đây, ghế bọc da hai màu, trần này, trần da này. Và tiếp theo nữa là một mẫu xe hạng B, rất là đồ đồng quý đá của thương hiệu Toyota Nhật Bản. Đó là chiếc Toyota Vios G, sản xuất năm 2003, màu bạc, phiên bản số sàn, mang biển 14A14705, một chiếc xe tên tư nhân biển Quảng Ninh mọi người nhé. Và chiếc xe này thì cam kết mọi người là không có dịch vụ hay khoan đục gì cả nhé. Và xe trang bị đây, 4 phanh đĩa đây cả nhà nhé. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán giảm giá chỉ còn 120 triệu đồng thôi nhé. Chỉ với 120 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được chiếc Toyota Vios G, sản xuất năm 2003, động cơ máy 1.5. Xe cam kết mọi người là không lỗi nhá. Máy số gầm bệ chất. Và tiếp tục là em sẽ review lốt mấy xe ở trong nhà cho cả nhà cùng tham khảo đây. Đây. Đây.
và tiếp tục là một mẫu Kia Cerato sản xuất năm 2017 phiên bản số tự động 1.6 bản full, màu trắng ngọc trinh, mang biển Bắc Giang, tên tiếng Anh biển Bắc Giang. Và với mẫu xe này thì bên em cũng đang giảm giá chỉ còn với 510 triệu đồng thôi nhé. Chỉ với 510 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được chiếc Kia Cerato phiên bản số tự động 2017, một mẫu sedan hạng C được bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam của chúng ta năm 2020. Sở hữu form dáng đẹp rất là thể thao. Xe thì được trang bị khá là nhiều công nghệ trên xe nhé. Chỉ với 510 triệu đồng thôi. Và tiếp theo nữa là chiếc Lacetti CDX sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, phiên bản số tự động, màu xanh màu đội 10 nhá, mang biển 97A034461, một chiếc xe tên tư nhân biển tỉnh. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 225 triệu đồng nhá. Chỉ với 225 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Sở hữu cho mình form dáng rất là đẹp luôn, chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thôi là mọi người đã có số tự động phân khúc C đi rồi, phân khúc hạng sang. Xe trang bị màn hình Android xịn sò mọi người này. Nội thất ghế da màu xám này, rất là đẹp luôn nhá. Nội ngoại thất thì vẫn còn giữ được rất là đẹp luôn. Đây một mẫu xe sedan hạng C đây. 225 triệu đồng nhá. Đó. Tiếp theo nữa là mẫu Nissan Sunny sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn màu nâu. Và với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là 225 triệu nhá. Một chiếc xe bản đủ có túi khí và phanh ABS. Đó. Đây. Nội thất ngồi thì rất là rộng rãi mọi người này, một mẫu sedan hạng B. Được trang bị khá nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với những mẫu xe phân khúc B nhá, và một mẫu xe là đáng để chúng ta được sở hữu. Chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu, lành xe và nội thất rộng rãi. Và tiếp theo nữa là thêm một chiếc Sunny nữa. Chiếc xe này thì cũng được sản xuất năm 2014 mọi người nhá. Mang biển Hà Nội này. Màu xanh đen. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá đồng với giá chiếc màu lâu kia nhá. 225 triệu đồng. Chỉ với 225 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu xe rồi. Mang biển kiểm soát là 30F49169 mọi người này. Một form sedan hạng B, bản đủ có túi khí phanh ABS nhé. Chỉ với 225 triệu đồng thôi. Và tiếp theo nữa là một mẫu Toyota Vios sản xuất năm 2014 màu trắng, mang tên tư nhân biển tỉnh. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng nhé. 245 triệu đồng là mọi người đã sở hữu xe rồi. Và tiếp theo nữa là chiếc CDX màu bạc này, sản xuất năm 2010 cả nhé. Và với giá bên em đang chào bán là 245 triệu đồng cho một mẫu xe CDX nhập khẩu nguyên chiếc bản full clutch màu vàng. Và tiếp theo nữa là một chiếc CDX màu đen nữa. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2009 cả nhà nhé. Và với giá bên em cũng đang đồng chào bán là 245 triệu đồng. Chỉ với 245 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một cặp CDX bản full clutch mọi người nhé. Một trong những sedan hạng C được trang bị khá là nhiều tính năng an toàn hiện đại trên xe. Và xe chạy thì hệ thống cách âm khá là tốt rồi nhé, rất là đầm và chắc. Đây, hai mẫu xe đều là tên tư nhân biển thủ đô Hà Nội nhé cả nhà nhé. Sơn xi rất là long lanh, không một vết chảy xước, nội thất đẹp, giữ còn vẫn nội thất thì vẫn còn giữ được nguyên bản mọi người nhé. Có hai màu rất là đẹp. 245 triệu đồng cho chiếc CDX 209 và 2010. Và cuối cùng là chiếc Mercedes-Benz E240 sản xuất năm 2002, phiên bản số tự động màu đen, mang biển 52V0388. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với giá là 225 triệu nhé. Chỉ với 225 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một mẫu xe sang đến từ thương hiệu Mercedes rất là nổi tiếng rồi. Xe thì cam kết mọi người là không lỗ nhỏ nhé, nội ngoại thất rất là đẹp. Đấy, cả nhà mà quan tâm đến mẫu xe nào thì vui lòng liên hệ cho Thế Anh nhé, theo số điện thoại 0354152888. Và em xin được kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn quan tâm và đồng hành đến kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và tạm biệt mọi người trong video tối của em nhé.